Kính thưa tất cả quý vị và đón tiếp chương trình, là sẽ đồng bài vị cùng đến với tiếng hát của Phạm Thảo sẽ gửi tặng đến chúng ta ca khúc được mang tên Nếu Một Ngày. Quý vị ơi, cho Phạm Thảo một tràng vỗ tay đi ạ. Và sau tiếng hát của Phạm Thảo là diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ chuẩn bị. Sẽ không xa rời.
nghèo. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng gian dối, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Xa nhau có đau buồn đâu. Smell it.